Hello, what's up, chào anh em nha. Chào quay trở lại với channel mình đây, từ đường phố đấy mọi người nha. Xin chào anh em game, hãy tải xem từ đường phố đấy bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay. Trước vào video cho anh em xem video, về đầu video anh em xin một like và một subscriber ủng hộ cho đầu phát triển nha, cũng rất nhiều. Ok, quay trở lại video. Trước nay thì chúng ta cũng nhau đi cập nhật code dùng chung mới nhất game, hãy tải chiến anh em code của tuần mới các bạn, và cùng nhau vui chơi sự kiện săn tướng mới anh em Nico Robin Valo hoặc là Robin Valo cũng được các bạn. Ok, rất là ngon luôn. Đầu tiên thì không thể không nói qua được anh em phần quà bảo trì, một trong những phần quà hiện tại đang rất là hiện hòa. Đây là các bạn đã hốt chưa? Nếu chưa thì thủ hốt nha. Tôi nụm ngay các bạn, nụm ngay và luôn anh em phần giải thích. Tiếp theo thì chúng ta vào lễ hội One Piece anh em. Đó, hiện tại đang chơi dở sự kiện này. Ok, 30 cốc bia, 10 thùng bia. À, bay hiện tại còn 200 cốc bia vàng, 38 thùng bia. Đây thì chúng ta sẽ quẹt vào con nàng này luôn anh em, với sự kiện luôn. Bây giờ cũng quậy ra anh em, xả sự kiện tính sau. Về phần tài nguyên thì không còn thiết cho mở anh em đây. Ok, trước tiên thì chúng ta nói về con đen dùng chung mới anh em. Hôm nay thì đầu tuần các bạn biết rồi. Thứ hai đầu tuần thì không nào không có anh em. Đó chính là con đen dùng chung mới nhất của game Hải Tặc Đại Chiến chúng ta anh em. Đó là con đen mang tên đó là HTHT1909 gọi nhá. Anh em thử nhập xem có đúng không? Đúng thì tôi xin một like và subscribe. Hiện tại khi tôi quay clip này thì vì cái code này chưa thực hiện nhiệm đâu, nhưng giờ hiện tại anh em xem video thì code đã ok rồi, các bạn hãy thử nhập đi. Nếu đúng thì tôi xin một like nhá. Đó, nhưng mà hiện tại anh em nhập thì sẽ được rồi. Anh em thử nhập xem đúng thì báo thôi nhá. Ok, cảm ơn rất nhiều. Giờ thì chúng ta check qua sự kiện xem con nào này quẹt đâu rồi anh em, không biết quẹt đâu rồi. Sô cô la pun rồi. Sô hoàng quay, ô chưa quay à? Cốc bia vàng cũng được 100 cốc rồi anh em. Đồ linh chi 10 sao, à, em mới chưa đổi xong à? À dạ, thế thì phải chuẩn bị ra triệu hồi tướng đổi thôi anh em. Ok các bạn thấy thì chúng ta phải ra triệu hồi tướng để đổi thôi. 4 này, 5 này, 6 này. Ok. À, tôi vẫn đang băn khoăn không biết là có nên mua chỗ này không anh em. Băn khoăn giá ma nhưng mà xu hiện tại chưa đổi được hết các bạn. Ok. Từ cái xe nào này có boss có ấy không anh em? Có luôn ạ, à, đảo bánh luôn. Ok, xác nhận. Lên nào. 20 xu, 10 xu, 10 xu, ok 10 xu nữa, 5 xu này, 5 xu, ok vàng thì mua anh em, xu này, vô, xu tiếp. Ok, xu luôn anh em, tuyệt vời. Biết còn vé hành tay không nhỉ? Chạy qua luôn anh em, còn vé hành tay không nào? Ai da. Mình xứng đáng không anh em? Hiện tại có 300 mấy xu, 320 rồi, được 4 vòng. Rồi, còn thì cứ chơi anh em tính sau. Hai, ba này. Kìa, úp sốt chạy đâu rồi? Tính năng chưa mở anh em, sắp tới mở tính năng vực thẳm này thì sẽ có đá khảm đấy anh em. Đó, sắp tới là có tính năng đá Vega đấy anh em. Đó, là vực thẳm này đấy. Rồi. Bốn tám ba hai anh em, 4 vòng. 40 thùng bia nữa cũng được. Xong cho chúng ta đi đập thùng bia trước anh em. Bia xong mới đập cốc bia anh em nhé. Ngay trước kiểu hơi ngược dòng tí các bạn, nhưng mà nó hợp lý. Ngược thì ngược, nó ngược nào ngược anh em nhé. Với con nàng này nó hợp lý các bạn. Đấy, nó ăn đâu nói anh em, nó hợp lý với con nàng này các bạn.
phù hợp luôn, nhưng mà không đâu anh em. Ok, lượng quà nào. Được 30 thùng bia. Ok, ổ nào. Có 4 lá. Còn đổi được 4 lượt thôi à? Còn đổi được 4 lượt thôi anh em. Ok, 88 thùng bia anh em. Tiếp tục nào. Roro. Úi giời, dê chư anh em. Robin đâu? Mèo Heppo. Killer. Funky à? Vẫn là Funky các bạn. Rồi ok. Lụm nào. Rồi 220. Ok các bạn, 250. Giờ thì 250 anh em nhé. Ok luôn, vì tin luôn. Đó, làm ngay được một vòng các bạn. Thế lại có được đánh boss anh em, lại đồ lưng kim cương. À lại chưa bull kim cương mà. Nhà này muốn mở hết anh em, muốn mở phát được 7k thì phải. Tôi nhớ bữa hàng này tôi mở được 7k kim cương hàng này anh em. Ngon rá man luôn. Hôm nay tiếp tục vậy các bạn. Robin này. Tới nào. Sự hết luôn. Ok, Bonlay tiếp tục. Tuyên 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 tuyên. Đó, tầm này mấy anh em full sự kiện chưa? Đó, lại một ngày mới đến rồi, anh em đã full hết sự kiện chưa? Thôi, nhưng có mấy nhiệm vụ chiến trường anh em, không thời gian treo ạ. Công việc bừa bộn bận rộn, không có thời gian treo chiến trường anh em. Thực sự cái quà chiến trường khá là ngon anh em, được đánh boss rồi dương mở tướng rồi tổ lừa các kiểu anh em, khá là ngon. Anh em là chưa đánh thì có thể tranh thủ đánh nhá. Rương ấy là cũng khá rất là ok luôn, nhưng mà không đâu. Và nó thực tế ra là đáng đồng tiền bát gạo luôn các bạn. Roro. Đây là Roro. Tiếp tục. Vâng, được 2 lượt anh em. Được 2 lần mà tướng các bạn. Liệu có ra nhân phẩm gì không đây? 60 thùng nữa thôi anh em, 6 lần nữa thôi. Đấy, sáng thì có test 4 tướng ra trận anh em. Nói chung thì skin của 4 tướng Robin thì cháu nào cũng mang gọi phong thái hỗ trợ riêng anh em. Cháu thì hồi máu, cháu thì búc choáng, hai cháu sau thì giảm độ đấy. Nhưng mà nói chung thì chất lượng uy tín anh em, test vui cũng được, chơi cũng được. Đặc biệt là chị đẹp Robin quá lô anh em, hiện tại mới ra không chơi hơi phí anh em. Là bạn nào mà bảo không chơi thì đúng là đáng tiếc anh em. Rồi xong các bạn, anh quanh cái nào đã xong được 250 rồi. 250. Lượm nào. Ok các bạn, đập nào. 38 thùng nè. Funky, lại là Funky. MR Ila. Vâng, kem chị đẹp Robin là được rồi anh em. Thấy chị đẹp Robin là mừng rồi các bạn. 10 thùng bia không có anh em. Ok, tiếp theo tôi vào túi anh em. Vào xả túi đó các bạn. Ok, vào đây xem nào. 4 cái Moria. Căng thế nhờ. Marco anh em. Ra shop, được ra shop được này. Không phải nói các bạn, ra shop nhìn trông nó còn uy tín chất lượng tí các bạn. Lên nào. Ok, lên luôn. Đó, lên ra đội ấy anh em. Và còn đội Ninchi 10 sao. Hát đẹp Robin các bạn, nghe nó vẫn hơi khoai nhỉ. Thể cảm giác kiểu vẫn hơi khoai anh em. Khoai giá man luôn nhỉ. Trời ơi. Ô, đập từ 3 giờ trông thấy một form cũng quá nhiều anh em này, biết vào đổ được mấy cháu nữa.
được bao nhiêu được anh em? Đổi đó là đổi dương linh chỉ 10 sao về quên rừng kim cương về test anh em. Ok tới nào. Rồi. Sự kiện. Đổi linh chỉ 10 sao. Một này. 6 tầng anh em. 3 4 5 6. 2 3 4 5 6. Được một lượt nữa anh em. Ok, một lượt nữa đổi luôn đi. Rồi thì có nhiều cho nhiều vậy anh em. Được lượt nữa thì đổi lượt nữa anh em, có gì đâu. Có gì đâu mà nóng vội các bạn. Được lượt nữa đổi lượt nữa, không có gì phải ngao ngán cả. Ok, đừng lần nữa đổi lần nữa các bạn. Ok, rồi. Boss nào. Ui. Đùa các bạn, trông thấy hơi gắt đấy nha. Hơi bị gắt đấy anh em, đừng đùa các bạn. Trời ơi. Bọn này có kim cương nên mua lần nữa giờ, đừng đùa đâu các bạn. Trời ơi, đừng đùa anh em. Cắt đuôi đùa đâu các bạn. Khét đấy. 13 rương. Chiếc pool à. Bữa đổi là cho này được bao nhiêu nhỉ? Tôi cũng không nhớ các bạn. Còn đổi được 3 lượt. À rồi rồi. Vậy là còn 12 anh em. Bữa đổi được 8 lần này. Đúng rồi các bạn. Ok. Và mở rương kim cương này anh em. Ok, cùng nhau đi kiếm 50k kim cương nào. Xem này liệu có hay không đây. Thôi nghỉ luôn đi các bạn. Rồi, video tạm kết thúc nha. Hẹn anh em tiếp theo giờ kỳ. Bye bye mọi người.